Đấy, bài số 6 của đòn sát phạt cơ bản có tên gọi là song xe thác. Đấy. Các bạn có thể xem lại các cái bài từ phần 1 đến phần 5 ở trong kênh YouTube của tôi. Bây giờ chúng ta sẽ đọc và lý thuyết về cái đòn sát phạt có tên gọi là song xe thác. Đấy. Song xe thác thì nó còn có tên gọi là xe lệch. Trong dân gian thì người ta hay gọi là đòn xe lệch. Còn trong kỳ phổ thì người ta gọi là song xe thác. Thì bây giờ chúng ta sẽ đọc về phần lý thuyết của cái sát pháp này là như nào. Song xe thay nhau chiếu tướng, chiếu bi đối phương. Loại sát pháp này gọi là song xe thác, tức là chúng ta tạm hiểu là cái đòn sát pháp song xe thác là nó chỉ có hai xe thôi, và hai con xe đó thay nhau chiếu tướng đến bí đối tượng tường đối phương. Và loại sát pháp này nó có tên gọi là song xe thác. Và cái song xe thác này nó chia thành bốn trường hợp chiếu hết. Một loại là song xe ở cánh sườn luân phiên chiếu tướng thành sát, tức là song xe ở cánh sườn, ví dụ như hình này này. Đấy, song xe ở cánh sườn thay nhau chiếu hết. Đấy. Và loại thứ hai là song xe ở trung lộ thay nhau chiếu tướng thành sát. Song xe ở trung lộ tức là ví dụ như con tướng ở trên đỉnh này hoặc ở dưới này, và có con xe ở đây, con xe ở đây thay phiên nhau chiếu hết. Đấy là trường hợp thứ hai. Trường hợp đấy là trường hợp song xe chiếu ở trung lộ. Còn trường hợp một là song xe chiếu ở cánh. Đấy, các bạn tạm hiểu thế. Và trường hợp thứ ba là một con xe chiếm ở trung lộ và dùng con xe khác chiếu bi đối phương. Ví dụ con xe đứng ở đây và con xe còn lại chiếu bi đối phương. Và thứ tư là xe chiếm sườn tuyến hoành lộ 2, rồi con xe còn lại tạo thành cục. Ví dụ như con xe đã đứng sẵn ở cái hoành tiến lộ 2 và con xe tiếp theo chỉ được chiếu cục thôi. Đấy là nó có bốn trường hợp của đòn sát pháp song xe thác. Đấy, bây giờ chúng ta đi vào từng cái ví dụ cụ thể là chúng ta sẽ hiểu rõ hơn thôi. Ví dụ như bài 1, đây là cái bài nói về đòn song xe thác cơ bản nhất, xe lệch. Đấy, đầu tiên chúng ta đâm chiếu này. Đương nhiên tướng phải lên. Đấy, và chúng ta có lướt chiến thuật là giật xe chiếu. Đấy, nếu như các bạn chiếu đây thì người ta thượng tướng không chiếu hết được nên phải chiếu lại một lượt đã. Thì người ta không thể lên được, người ta phải xuống và chúng ta đâm C3 tiến 2 chiếu cục. Và người ta bảo là song xe ở cánh sườn tạo thành sát, cần phải có một xe khống chế tuyến hành lộ 2. Đấy, con xe này khống chế tuyến hành lộ 2 đây. Các bạn có thấy lướt cơ bản quan trọng nhất đó là lướt giật chiếu, và con xe này nó khống chế tuyến hoành lộ 2, xe còn lại ở tuyến đáy hoặc thành lộ 3 chiếu bi đối phương. Đấy, tức là con xe ở lộ 3 này đâm xuống chiếu bi đối phương, đúng không? Trong cuộc này bên đỏ đi trước, lướt thứ hai không tùy tiện đi C3 tiến 1, tức là lướt này này. Lướt thứ hai không tùy tiện đi C3 tiến 1. Nếu không tướng bên đen lên tuyến hoành lộ 3 vì bên đen có trung pháo nên bên trắng không thể thực hiện được đòn song xe phát, song xe thác. Thế nên là tại sao cái lước này người ta phải chiếu tướng, xong người ta thoái chiếu một lước để không cho lên được ba. Đấy, bây giờ chúng ta xem bài ví dụ tiếp theo nhá. Đây, bài ví dụ tiếp theo thì đây chúng ta nhìn đây, bên 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 đỏ đi trước, bên đỏ đi trước đầu tiên là đâm vào chiếu này. Đấy, buộc bên kia phải về sĩ, đúng không? Buộc bên kia phải về sĩ, sau đó thoái xe chiếu. Buộc bên kia phải lên sĩ, sau đó thoái một. Buộc bên kia phải hạ sĩ, sau đó thoái một lướt chiếu. Buộc bên kia phải lên sĩ và thoái xe ba về chiếu. Buộc bên kia phải về sĩ. Tại vì nếu như mà xuống tướng thì sẽ bị chiếu hết bằng đòn này. Đấy, các bạn hiểu chưa? Thế nên là khi mà giật lên chiếu thì buộc bên kia phải hạ sĩ. Đấy. Và tới đây thành đòn thứ hai, tức là song xe thác đánh ở trung lộ, đánh ở trung lộ. Đấy. Và đương nhiên là đánh trung lộ này hết. Đấy. Tức là cái đòn phù hợp sát pháp song xe thác nó có bốn bốn loại hình. Loại thứ nhất ở bài 1 đấy, tức là chiếu ở cánh sườn, hai xe thi nhau chiếu ở cánh sườn. Và loại thứ hai là thi nhau chiếu ở trung lộ. Đấy, các bạn có thể thấy đây, thi nhau chiếu ở trung lộ. Đây, các bạn nhìn này, thì đây là loại hình thứ hai của sát pháp song xe thác, tức là đánh ở trung lộ, hai xe luân phiên chiếu ở trung lộ. Đấy, đúng chưa? Đấy, các bạn nhìn nhá. Đầu tiên là phải
giật chiếu, sau đó lại tiếp tục thoái chiếu để đánh vào đòn trung lộ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang bài tiếp theo, bài số 3. Đây. Đầu tiên bên bên đỏ sẽ đi bình xe chiếu. Bắt buộc họ phải vào tướng rồi, tại vì nếu như họ chi sĩ thì chúng ta ăn chiếu đúng không? Và tấn chiếu, đâm chiếu là hết cờ đúng không? Thế nên là khi chúng ta bình đi chiếu là buộc người ta phải vào tướng. Đấy. Sau đó chúng ta đâm tiếp xe chiếu thì người ta phải về tượng. Đấy. Phải về tượng. Chứ về sĩ thì bị cục ngay. Vì về sĩ thì các bạn có thể thấy là chúng ta sử dụng đòn này. Thế nên là khi chúng ta đâm chiếu họ phải về tượng. Họ về tượng thì chúng ta chém chiếu, họ phải về sĩ và chúng ta ăn chung chiếu họ phải thượng đúng không? Chúng ta bình chiếu họ phải sang tướng bên này và chúng ta bình xe chiếu cục. Đấy. Đây là cái xét phát của cái loại hình sự thứ ba, tức là một con xe chúng ta chiếm ở trung lộ, một con xe chúng ta chiếm trung lộ, xe còn lại chúng ta chiếm hết. Đấy là loại hình thứ ba của cái đòn sát pháp song xe thác. Chúng ta xem lại từ đầu nha. Chiếu. Đấy. Loại thứ ba. Trong song xe thác thì nó chỉ có bốn chiêu thức thế thôi. Rồi chúng ta sẽ xem tiếp cái bài tiếp theo. Xem nhiều ví dụ là nó sẽ vỡ ra hết thôi. Đấy các bạn có thể thấy. Bài này thì bên 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 đỏ của chúng ta chưa bị đe dọa chiếu hết ngay. Bên đen họ phải thêm một nhịp nữa mới chiếu hết. Thế nên là và là chúng ta sẽ có nhiều thời gian để chúng ta uy hiếp đối phương. Lúc đầu tiên là chúng ta phải đi xe một bình năm đấy, để đe dọa nước đâm xe chiếu hết. Xe bình trung lộ gọi sát, nước đi chính xác đúng không? Rồi. Và đương nhiên là người ta phải ra tướng đấy, và chúng ta tiếp tục chuyển xe 7 tiến 9 đâm chiếu và chúng ta chuyển xe 5 bình 8 để tiến hành đòn sát pháp xong xe tháp. Đây là đòn đánh ở cánh sườn đúng không? Và đương nhiên đối phương họ phải thoái con pháo về đây để nếu như đâm chiếu thì chúng ta lên tướng đúng không? Thì lúc này chúng ta phải có một lực cờ chiến thuật, đó là xe 7 thoái hai để không cho tướng người ta thượng lên, để lúc sau chúng ta đâm chiếu là người ta không thượng được, người ta phải xuống chúng ta đâm hết. Đấy, và trong sách người ta ghi là lực cờ hay không cho tướng đen di chuyển lên trên, nếu không bên đỏ khó lòng giành thắng lợi. Đây là kỹ thuật khống chế đơn giản, các kỳ hữu nên chú ý nhiều thêm. Tức là người ta bảo là cái lược cờ này làm lược kỹ thuật khống chế cơ bản, các bạn phải lên nắm vững. Đấy. Nhất là những các bạn mới tiếp cận môn cờ tướng. Đấy. Và tới đây thì đối phương người ta phải vào pháo đầu bắt hết rồi, và chúng ta thực hiện theo kế hoạch đâm chiếu và đâm chiếu. Đấy. Đây là những cái kỹ năng cơ bản của các cái đòn chiến thuật cờ tướng sát phạt. Đấy. Nước này nước rất là quan trọng, cái nước này. Ok, rồi chúng ta sẽ tiếp tục. Đây như hình, song xe tấn công đối phương sĩ tượng toàn trong xe này. Nói chung là song xe nó phát huy hiệu quả khi đối phương người ta khuyết sĩ hoặc là bị lật tướng. Chứ còn người ta có sĩ tượng toàn mà đứng yên ổn như này thì phải có nhiều kỹ thuật mới chiến thắng được. Như hình, song xe tấn công đối phương sĩ tượng toàn thông thường rất khó để có thể đạt hiệu quả. Nhưng với quân khác hiệp đồng tác chiến, tức là thêm quân khác hợp đồng tác chiến để có thể thí quân vào sĩ, thì song xe có nhiều đất dụng võ. Tức là khi các bạn sử dụng song xe thì các bạn phải tìm cách phá sĩ. Đấy. Nhưng mà muốn phá sĩ thì phải kết hợp thêm một quân khác ngoài ngoài đôi xe để có thể thí vào con sĩ đó. Đấy. Ok nhá, thì lúc này đầu tiên chúng ta đi xe 3 bình 6 này, bắt cục buộc đối phương phải lên sĩ đúng không? Đấy, và khi đối phương lên sĩ thì chúng ta chém mã vào sĩ. Đấy. Khi mà tấn công bằng song xe, đối phương người ta có đôi sĩ người ta thủ thì họ sẽ vô hiệu hóa được song xe, nhưng mà lúc đó thì chúng ta phải dùng thêm một quân để thí vào con sĩ thì sẽ giành thắng lợi. Đây, điểm hình là nước chém mã vào đây. Nếu như mã người ta mà ăn về thì chúng ta sẽ chém xuống đây là hết cờ, đúng không? Thế nên là người ta buộc phải sang tướng. Đấy. Sang tướng thì chúng ta ăn ngược về con mã chiêu tướng. Đấy. À, với nước cờ ăn ngược mã chiêu tướng thì buộc xe phải ăn về rồi. Tại vì nếu như pháo ăn sang thì chúng ta chém hết cờ và tiếp tục chúng ta chém chiếu. Đối phương phải thượng tướng và chúng ta thoái chiếu, họ phải lên tầng 3 và chúng ta kết thúc bằng nước xe 8 bình 4.
Đấy, đây là cái đòn phù hợp song xe cơ bản. Khi đối phương có sĩ tượng toàn thì chúng ta sẽ dùng một quân chủ lực, tiếp theo chúng ta pháp vào sĩ. Tiếp theo chúng ta sẽ sang bài tiếp theo nhé, bài cuối cùng. Đây, đây cũng là bài song xe thác này. Bâm xe chiếu buộc đối phương phải về sĩ. Chúng ta ăn xe vào chiếu. Đấy, cái đoạn này các bạn phải ăn xe vào chiếu nhé. Nếu như các bạn mà ăn con xe này xuống thì chúng ta không thể chiếu hết được, tại vì người ta thượng tướng. Đấy, các bạn thoái chiếu thì người ta thượng tướng, các bạn chiếu thì người ta sang tướng. Đấy, thì lúc này song xe không thể nào chiếu hết được. Đấy nhá, kể cả các bạn bình vào đây cũng không thể hết được, người ta sang bên này. Đấy, không làm cái nào chiếu hết được và chúng ta sẽ bị thua. Thế nên là ở cái đòn này lưu ý nhé, bài này nếu như người ta mất con sĩ này là chúng ta thua, bài này thắng là nhờ con sĩ này. Và đây là đòn chiến thuật rất hay gặp, đâm chiếu. Đấy nhá, và chúng ta phải ăn xe vào. Đấy, nước là nước quan trọng nhất. Đấy, đương nhiên là người ta phải thượng tướng và chúng ta đâm chiếu, người ta phải thượng. Và cái đoạn này nhá, các bạn không được bình chiếu, các bạn bình chiếu đây người ta ra đây là các bạn thua. Cái đoạn này chúng ta thắng là nhờ người ta có con sĩ này, nó làm vương víu khả năng phòng thủ của bên đen. Chúng ta thoái chiếu cho xuống và chúng ta vỗ chiếu. Đấy, các bạn hình dung chưa? Nếu như không có con sĩ này nhá, thì người ta sang đây là chúng ta không bao giờ thắng được. Chính vì người ta có con sĩ này nên là người ta bị cản trở cái đường chống đỡ của con tướng này. Người ta phải lên sĩ thì chúng ta chém vào này. Đấy, lúc này nó sẽ làm cái điểm liên kết cho song xe và kết thúc. Đấy, đây là cái bài rất hay gặp nhá. Đấy, tinh ý, những cái hình như này nếu mất sĩ thì là thua, còn có sĩ như này chúng ta thắng. Rất hay gặp. Ok. Đấy, thì tôi vừa trình bày cho các bạn bài số 6 của đòn sát pháp song xe thác rồi. Bài số 7 thì chúng ta sẽ tiếp tục học đòn sát pháp có tên gọi là xe pháo rút sát. Đây là cũng đòn chiến thuật cũng rất là hay gặp trong cờ tướng dành cho các bạn nhập môn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào bài